Hôm nay cô sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn bài số 5, tạo nền và chuyển cảnh. Cô sẽ hướng dẫn hoạt động số 2, hoạt động tự thiết kế hình nền. Đầu tiên cô sẽ khởi động phần mềm PowerPoint bằng cách nhanh nhất. Đó là cô nhấp vào biểu tượng PowerPoint trên top 3, nhấp một lần chuột. Ở tiết trước cô đã hướng dẫn các bạn cách thiết kế hình nền rồi. Thì ở tiết này cô sẽ nhắc lại cho các bạn. Để các bạn thiết kế hình nền thì các bạn vào Design, chọn lấy một cái mẫu bất kỳ ở trong này. Được chưa? Rồi, để chúng ta thêm slide thì chúng ta sẽ nhấn cái gì nhỉ? Để tăng thêm slide các bạn sẽ nhấn cái gì? Vào thẻ Home, chọn cho cô New Slide, một trong các cái mẫu ở đây, một trong các mẫu trình bày. New Slide, Slide chọn một cái kiểu bất kỳ, một cái kiểu trình bày do ý tưởng của cái bài trình diễn các bạn. Mỗi một slide các bạn chọn cho cô lấy một kiểu trình diễn. Được chưa? Như vậy là cô vừa tạo ra 6 slide. Để thay đổi thiết kế hình nền theo ý tưởng của mỗi người thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi hình nền bằng cách các bạn kích chuột phải lên trên slide, chọn cho cô Format Backgrounds. Ở thẻ Fill các bạn chú ý cho cô Solid Fill. Solid Fill là màu đơn sắc, đơn là một, được chưa? Một màu. Và ở đây chúng ta có phần Color phía dưới, các bạn có thể lựa chọn lấy một màu và các bạn quan sát xem sự thay đổi của màu sắc nó này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Hình nền của chúng ta thay đổi màu chưa? Các bạn có thể thay đổi theo cái ý thích của các bạn. Tiếp theo đến phần, các bạn nhìn thấy công cụ Transparency không? Đây là công cụ trong suốt giúp cho các bạn quan sát này, nhìn mờ không? Nó có thể làm mờ đi cái chế độ màu của các bạn. Tiếp theo, cô hướng dẫn tiếp theo đó là Grand and Fill, tô màu chuyển cảnh. Ở đây cô có Press Preset Color, các cái loại màu. Cô nhấp này. Các bạn thấy màu sắc cô đã thay đổi nhiều chưa? Các bạn có thể lựa chọn lấy một màu bất kỳ. Direction, dùng để thay đổi hướng của màu sắc. Các bạn nhìn hướng 45, hướng 90, hướng 0 độ, hướng thẳng đứng, hướng góc xiên 225 độ. Được chưa? Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi màu nền có sẵn như là vân gỗ hay là hình cá bất kỳ. Các bạn chấp vào Texture, các bạn chọn cho cô lấy một cái kiểu này. Giống tấm vải không? Giống gạch đá không? Bọt nước, vân vân. Ngoài ra các bạn có thể là đưa một cái hình nền từ trên Internet về máy tính, sau đó các bạn đưa vào PowerPoint bằng cách các bạn nhấp vào File, chọn lấy một cái hình ảnh nào mà bạn đã tải từ trên máy tính về. Cô ví dụ chọn lấy một hình bất kỳ từ hệ thống máy tính có sẵn của cô, sau đó cô nhấp vào Insert
Nếu như bạn nhấp vào Apply to All là tất cả các hình nền của các bạn sẽ thay đổi theo cái mẫu hình mới. Còn nếu như chúng ta chỉ chọn lấy Close thì chúng ta chỉ thay đổi một cái hình nền mà các bạn đang thay đổi mà thôi. Như vậy các bạn đã nắm được cách mà thay đổi hình nền cho slide của mình chưa? Ở đây các bạn làm 5 slide, các bạn thay đổi cho cô 5 hình nền khác nhau. 1, 2 kiểu. Các bạn xem cô thao tác lại với 5 hình nền khác nhau nhá. Cô có thể chọn lại hình nền số 2, kích chuột phải. Kích chuột phải. Chọn Format Background. Các bạn có thể nhấp slide ở đây hoặc slide ở bên này. Chọn cho cô một cái kiểu khác. Geography. Đó. Cái chuột phải Background. Soft Field. Đây là những cách mà cô đã hướng dẫn các bạn ngay từ đầu. Và bây giờ cô chỉ thao tác và thực hành thôi. Như vậy là cô đang thao tác cho các bạn xem 6 cái hình nền khác nhau. Các bạn nhìn thấy không? 6 slide với 6 hình nền khác nhau. Được chưa? Tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn phần hoạt động số 3, đó là hiệu ứng chuyển cảnh. Là giúp cho chúng ta chuyển đổi giữa từ slide thứ nhất sang slide thứ hai hiệu ứng như thế nào? Bằng cách chúng ta sẽ nhấp vào animation, chọn từng slide và các bạn xem trên thanh công cụ. Các bạn nhìn thấy hiệu ứng ở trên này không? Các bạn quan sát xem cái việc cô nhấp hiệu ứng là thay đổi nè. Được chưa? Mỗi một slide các bạn chọn cho cô một cái hiệu ứng chuyển cảnh khác nhau. Slide số 3. Ở đây cô có mũi tên hình tam giác, các bạn có thể có thêm nhiều cái hiệu ứng chuyển cảnh. Các bạn có thể lựa chọn lấy một cái hiệu ứng chuyển cảnh mà mình thích để mình thiết kế cho cái trang của mình. Các bạn thấy chưa? Để chạy chương trình, các bạn xem coi mình làm được những cái gì. Thì chúng ta có thể nhấn phím F5. Bạn nhìn thấy phím F5 không? Cô nhấn F5. Hoặc sau khi các bạn mà nhấp chuyển cảnh xong rồi để trình chiếu thì các bạn nhấn phím F5. Các bạn quan sát cô. Thay vì các bạn nhấn F5 ở bài học trước rồi thì chúng ta có thể nhấp vào biểu tượng slide show ở dưới đáy màn hình, biểu tượng hình cái ly, các bạn nhìn thấy không? Cái ly ở cái thanh cuối cùng của PowerPoint nè. Dưới đáy màn hình. Nhìn thấy không? Nhấp vào cái ly slide show. Và chúng ta có thể xem bài chạy chúng ta bằng cách nhấn vào phím Enter hoặc là phím mũi tên đi lên đi xuống. Cô để slide số 1 và cô nhấp trình diễn lại. Và các bạn quan sát, cô sử dụng phím mũi tên để cô di chuyển giữa các slide. Các bạn thấy hiệu ứng của cô nó được chuyển cảnh không? Kết thúc. Được chưa? Rồi, như vậy là cô vừa hướng dẫn xong cho các bạn là cách chúng ta nhấp hiệu ứng như thế nào. Và tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn các bạn là chú ý cái phần công cụ nè. Chúng ta canh giờ. Chúng ta chọn cái chế độ có ứng dụng cho tất cả cái hiệu ứng đó hay không. Thì chúng ta có thể nhấp vào. Ví dụ như là Transpose Sound là chúng ta tạo những cái âm thanh đặc biệt cho những cái slide của chúng ta. Chúng ta nhấp vào Sound. Đây chúng ta có rất là nhiều cái phần âm thanh. Nếu như chúng ta có tai nghe thì chúng ta sẽ nghe được. Được chưa? Rồi, Transpose Speed. Cái tốc độ slide các bạn chạy. Các bạn ở đây có 3 chế độ, đó là Slow. Tốc độ slide của các bạn
là nhanh. Nếu như các bạn chọn thì chúng ta có thể nhấp vào apply to all để ứng dụng cho tất cả các slide. Được chưa? Các bạn hiểu ba cái chức năng này chưa? Rồi bây giờ nhiệm vụ của các bạn sẽ là mỗi người thiết kế cho cô 5 cái slide tạo hiệu ứng, canh giờ, canh tốc độ. Được chưa? Tạo những hình ảnh khác nhau trong từng slide. Rồi bây giờ các bạn thực hành cho cô.